Are you ready? Ready, Derry? Chiếc này chiếc gì anh? Chiếc máy cài. Chiếc máy cài. Đây. Yo, yo. Này để làm gì ta? Đây nằm đấy cha. Không được ăn nha. Ở đây họ không cho ăn. Vô luôn ha. Ok, lên check ha. Kim vậy? Hi, hello. Good morning. Is this your first time here? Second time. Okay. So just a reminder. Only pick the cherries, not the stems, or it won't grow back next year. Make sure you don't eat in the orchard. You're gonna go up to that yellow sign right there. You're gonna make a left. Mm-hmm. You're gonna see a red cone like that one after you start walking. That's when you can start picking the cherries. I suggest you just keep going because the farther you go, the better they are. Make sure you don't go under any of the yellow rope. If you have to pull a branch down, just make sure you're gentle. Don't let any leaves or anything fall off. And we're gonna be picking the brook cherries today, so they're gonna be the nice big red ones. Okay. Yeah. Got it. Okay. Have a good time. Thanks. Cherry, mọi người. Cherry chín cây luôn nha. Anh ơi, lại đây con. Grace, come here. Tạo. Chưa chưa, đúng, mình chỉ cái này nó chưa chín đâu con, cái này nó chưa chín, hiểu không? Nó chưa chín, nó mới vừa mới đổi màu. Nè, trái này mới chín nè, nè. Mình phải hái từng cái trái này, chín này mới chín nè con. Nhưng mà mình không có được kéo xuống để hái nha. Nãy người ta dặn á, con không được cầm cái cây, con kéo xuống gãy cành nha. Cái nào thấp thấp hái nha. Ok, đi thôi. Không có kéo xuống. Đó đó. Con hái đi. Con phải giữ cái tay cái cành nha. Gãy cành ta đó. Dạ yeah, đúng rồi đó. Chạy làm trái đi. Nó rụng rồi. Chín rồi. Nó chín rồi hả? Ồ trái bự ha. Trái bự quá. Thử không ăn hả? Trời ơi, dập hết. Trái bự quá. Ok thôi đi. Oh no. Vô trong. Đi vô bên trong đi. Chưa chín nhiều lắm nha. Này sang từ xa chắc chín nhiều hơn ha. Đó. Mẹ dẫn chay lên trước đi. Trời ơi, chay xách chay đi cực quá vậy. Nhưng mà trái muốn vậy đó. Good morning. Good morning. I just want to make sure when you're picking cherries, you want to go all the way past the cone. Okay, thank you. Yeah, họ nói là cuối vườn nó mới có trái chín nha. Chứ ở đây nó chưa chín nên nó còn vàng. Đây có người theo hướng dẫn nè, nó có chưa chín. Đây nó vàng nè. Cherry nó còn vàng. Cherry vàng đó hả? Nó chưa chín nên mới vàng đâu. Đó cherry không có thích. Coi chừng đụng đâu nữa. Cái gì? Người ta găng dây với mình đi á. Đi con, tiếp tục. Cứ đường luôn. Tại đây nó chưa chín á. Đây chưa chín, đi thẳng vô con luôn. Trời ơi, đây nguyên chùm chín ăn. Nè. Ân nè. Trời ơi, nguyên chùm chín ăn. Thấy không? Wow. Trái bự ghê luôn. Trái quá bự luôn mọi người. Dạ, trái quá wow, cho trái hái với. Trời ơi, trái hái kìa, trái dữ dằn nha. Nhưng hái có cuốn hay không cuốn? Hình như nó bắt mình phải hái luôn có cuốn á. Sao hồi nãy thấy chị cái hái không cuốn không à? Thì tùy mình thôi. Nhưng mà anh thấy cái bảng hướng dẫn là mình phải hái luôn cái cuốn. Hái đi ân, còn mà con. Hả? Chay qua hái nè. Nhưng mà trái nó không có to. Dạ, không, mấy trái này to mà em. Không có to đâu. Trời, trái gì được rồi chứ không to gì trời. Đâu, không. Baby one, mama one. Cherry mà cũng baby one nữa. Chay là thấy đỏ là chay bốc hả? Nè.
Nhìn ngon ha. Ủa, bóng lưỡng luôn á. Nhưng mà bỏ nhẹ nhẹ chứ bỏ nhiều chay là xong rồi. Không, nhưng mình phải hái từng đợt á, mình hái trái này mình ăn liền chứ còn hái này để chừng 2-3 ngày cho nó héo. Thì nó đó, mềm liền. Hái ít cái này còn hái. Ngọt lắm mọi người. Ngọt lắm. Ở đây không cho ăn đâu nha. Nhưng mà bằng mới thử cái để cho mọi người biết nó ngọt hay không chứ mấy công mà giới thiệu mọi người lên hái ăn chua lè là mất uy tín. Bóng lưỡng à. Bỏ vô à, bỏ vô cổ chay ân. Bỏ nhẹ nhàng đi con ơi. Đâu ân bỏ nhẹ nhàng lắm con chay. Chay quăng giống như lộn quăng ném tăng vậy á. Ném lộn tộm nữa giờ. Ồ cơ bản, cơ bản. Cái này nó chín quá nó hư nè. Cơ bản kìa, bả xách cái rô bả đi. Cao anh ta. Ơi ghê lắm. Ơi ơi ghê. Hái bạo lực luôn. Cao anh ta. Con vui không? Dạ. Con giới thiệu với mọi người đi, này là cây gì? Cherry. Cherry con thích không? Dạ. Nó có màu gì? Đỏ. Cây cherry. Màu đỏ hả? Red. Màu đỏ hay là màu đen? Nó darker red. Màu đỏ hơn. Yeah. Con nói mọi người là nhớ lên đây hái trái cà, trái cherry ăn nha, con nói đi. Mọi người ơi, nhớ lên ăn hái cherry để ăn nha. Sao vậy? Bác nó bự. Bự. Bác đã luôn mọi người ơi. Chắc em hái trái nó hơi thôi chứ mạnh để nó hư á, thả về để hư á thôi. Ừ, nè, đùm đùm luôn. Cỡ nào? Nhưng mà sao năm nay nó trái không nhiều bằng cái năm mình đi ha. Ừ. Rồi anh ơi. Qua đây đi, vô sâu sâu đi anh. Có chín cỡ này được không? Dạ. Yeah. Chín cỡ này về có bị ấy không? Được hả? Cái này là ok nè. Chứ em hái sống quá thì ăn sợ bị lạc á. Quá trời trái ha. Đây nè, đây quá trời nè. Mấy cây này còn nhiều quá trời luôn. Bên chay chay sắp nổi nha chay. Chị ơi, chay sách nổi không vậy? Ý dạ. Thôi nghiệp chay quá mẹ ơi, chắc mày sách giùm chay đi mày. Chay đâu có chịu đâu. Đổ qua bớt đi. Ô, nó dập hết à. Để cái đó riêng, để mình ăn riêng. Chứ nó làm dập hết rồi. Chay hái mà bị rớt hả chay? Nghe nè chay. Chay hái xong rớt luôn. Mày không? Rồi, đi. Chay hái mà bị rớt. Nữa hả chay? Cái cửa này nó có ngọt không ta? Mình coi đã không? Coi chùm chùm đã ha. Không anh. Cái cửa này nó không có đủ ngọt. Chưa đủ ngọt hả? Ừ, phải hái đậm hơn á. Đúng không? Mình hái vậy về thì mình ăn vừa chưa nhưng mà không có ngọt. Nè, chùm nó đen thui luôn không đen. Nhưng mà trái nó nhỏ quá, cỡ lượng. Hái, hái con chùm. Đụng vô cái rớt à. Đụng vô cái rớt rồi, chín lắm rồi. Đụng vô cái rớt à. Đã. Rất liền. Ừ, nó không có kiểu như nó lạc lạc ha, nó không chua mà nó lạc. Trời ơi, cây này sao đã vậy, đùm đùm đã vậy. Nhưng mà nó không có chín. Anh nhìn vậy mà ăn nó không có ngọt. Yeah. Ui, hai đứa này coi. No, no. 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 Trời đã vậy. Quá trời trái ha. Trời nặng mà nó triểu luôn á. Nó triểu luôn á, thòng xuống luôn á. Nặng quá mà. Ừ. Con này chứ nặng tí lắm nha. Dạ. Yeah. Nặng lắm á, không có nhẹ đâu. Dạ. Rất kịch đường phải 7-8 phao, 10 phao như chơi đó anh. Đúng rồi. Cái này hùng này anh nghĩ bèo lắm phải 10 phao. Chứ không 5 phao đâu. Hai mọi người kinh nghiệm là mọi người phải coi cái giờ mở cửa cho mọi người, bởi vì là không chắc chắn là họ sẽ tiếp tục mở cửa đâu, bởi vì họ nói là như nào mà cherry mà hết trái là họ đóng cửa đó, chứ không phải là họ ghi là thứ bảy họ mở cửa là họ mở đâu nha. Trước khi mình đi sáng đó, mình trước khi mình đi phải vô website mình coi trước, tại vì họ sẽ cập nhật cho mình biết. Còn mà vô đây để hái cherry mà ngon, mọi người nên đi cuối cái vườn, ở đầu vườn nãy bằng đi từ ngoài vô là coi như người ta hái chùi lũi rồi, tưởng là năm nay nó không có trái, ai ngờ vô trong đây nè mọi người coi nè. Này là cuối cái vườn, nó bao la trời đất trong đây nè. Quá wow, trời của đất luôn. Đó, nhưng mà phải đi cuối cái vườn luôn. Hơi xa tí xíu mọi người. Chứ còn ở ngoài kia là coi như không có trái đâu hái. Người ta hái hết trơn rồi. Ở ngoài kia leo que vài trái à. Đây nè, ở trong đây là chùm chùm luôn, đã không? Đó. Đùm đùm luôn. Mới có kinh nghiệm nha. Đó. Nên mọi người, nếu mà mọi người muốn hái mà về ăn liền thì đừng hái mấy trái này mọi người. Tại mấy trái này nó vẫn chưa có ngọt nha. Nó vẫn còn hơi lạc lạc sao đó. Nó không có chua mà nó lạc lạc nè, mấy trái vậy nè
mà trái đỏ mà bầm bầm như vậy nè, ăn liền được mọi người. Đó, đỏ bầm bầm nè nè nè, trời cái chùm này đảo em coi nè. Ha đã. Không, cái đỏ bầm bầm nè, ngọt nè. Đỏ bầm bầm. Đỏ đen. Bầm bầm nè. Nè nó phải đỏ đen giống như. Trời cái chùm đã. Trời ơi đã gì đâu. Trời cái cây này trái dữ quá. Anh nó phải đỏ như giống chùm này nè, đang ngọt nè. Chùm nào? Cái chùm này đỏ đen nè, anh thấy không? Cái này ăn là ngọt, bao ngọt luôn. Ừ, cái này nó đỏ đen nè. Nãy em ăn rồi mọi người. Nè, mình kinh nghiệm ăn mới hái được, mới mua được cái. Ăn rồi. Trái này nó hơi nạt hơn, phải lấy cái màu đen vậy ăn ngon lắm. Chứ thấy mấy cái trái mà mình thấy nó đỏ đỏ vậy mình tính về ăn là ngọt mà không biết ngọt không nha, nhưng mà nãy ăn là nó còn lạc lạc kiểu nha, không có chua, nó lạc. Đây nè, đã không? Trời. Cái chùm này cực kỳ luôn em ơi. Chùm này cực kỳ luôn. Quá trời đã. Một năm có mấy ngày hái nè mọi người, tại vì nó mau rụng lắm. Nên là nếu mà ai chưa đi thì tranh thủ nha, vô trong cái website của vườn cây để coi cái giờ nó mở cửa lại nha mọi người. Đâu còn làm gì? Hello, hello Chi Chi. Con giống cái cây hả? Chị hái được nhiều không? Trời ơi sao chị hái trái sống với chín tùm lum vậy? Trời ơi trời chết rồi. Chị ơi hồi người ta la nó chị. Mình hái mấy trái sống chị ơi, hồi ta la con người ta hái trái chín thôi chị. Ân chỉ em cái trái nào mình nên hái, trái nào không nên con. Chị chạy gì giúp chị cho. Thôi đưa chị cầm đi. Ân đưa cho chị cầm nhưng mà chỉ chị thôi. Ân trả nó cho chị, trả cho chị, cho chị cầm đi. Chị cầm của chị đi. Đó chị chạy kìa. Lại chị cho chị kìa. Hái trái nào chín. Đó trái đó là trái chín đó. Đó chị chỉ cho chị đó. Đó thấy không? Con nói là chay phải hái trái chín giống vậy nè. Cái đó chưa chín. Cái đó chưa chín đâu ân, chưa con còn xa trắng. Nè qua đây nè, qua đây nè. Nè. Đó, nè trái nào chín, con chỉ cho chay đi. Trái nào chín? Trái này ạ. Đúng rồi, trái đó chín rồi đó. Con nói chay phải hái trái này nè. Chị bước chi chi, chị bước chi chi, chạm chi hai bước. Chị nói kìa, chị cầm cho chay, chay tự bứt đi, chay bứt trái chín nè chay. Chay no chay. No, trái này nè chay, trái này nè chay. Chị hái trái chín đó chay. Đúng rồi, chay giỏi quá. Good job. Yeah. Rồi ok, thôi đi qua mami kêu kìa. Đi. Ok, qua mami. Chay, let's go. Mami kêu rồi con. Yeah, đúng rồi, hướng đó đó chay. Không sao con, đứng dậy. Không sao. Phủi tay. Đâu sao đâu, nè, hết rồi, phủi rồi đó, hết rồi. Đi, go. Bà xách giùm được không? Đi. Con đi không nổi mà con còn xách nữa. Qua đây chay. Chú qua đây chay. Chay, qua đây. Qua đây, qua mami kìa, mami kêu con kìa. Mami trước á. Chay đi lên luôn. Trời ơi, xách không nổi mà không cho xách giùm, đi thẳng nữa. Lên luôn, thẳng lên trước nè, đi này, đi này. Hướng này. Chị hái nữa. Hái trái chín nha chay, đúng rồi đó, trái đó chín đó chay. Yeah. Với trái này chay. Trái đó chín đó chay. Rồi đi tiếp qua mami đi chay. Mami kìa, mami hướng này chay. Mami kêu kìa, đó mami đó. Đi. Đi ăn qua mami ăn. Trời ơi. Chay nó hái dọc đường. Hả? Có trái nhìn ngon nè. Trái này ăn bao ngon luôn. Ngọt luôn á. Ngọt ngay luôn. Chứ cây kia nó chưa có chín lắm á. Trái này ngọt ngay luôn mọi người. Mọi người nhớ là vườn cây người ta không cho ăn nha mọi người. Đừng có ăn nha. Em thử thôi. Ngọt mà nghe cái mùi nó tươi luôn á. Mọng nước luôn ha. Còn cái cherry mà mình mua với mình mình ăn nó không còn nước ha, nó có cái xác còn không có nước, cắn rồi xịt nước liền, ngon quá, quá đã. À, cây đã mọi người, trời ơi, biết trồng cây này ngon ta mốt trồng cây nhà, đã. Con của ba kìa. Đã. Kìa, hái bao nhiêu bỏ xong bóc lên ăn tiếp. Trời ơi trời. Thao quá. À. Nghỉ mệt hả con? Sao con? Mắm ơi. Wow, hái cây ngon, có con bỏ vào rổ của chay đi. Hí. Con làm con chó sói. Ào bú. Ào bú.
A woo baby đâu, a woo baby đâu. Race, a woo baby đâu. Baby woo. Baby woo hả? Hay là baby woo. Sister woo đâu? Sister woo. Mommy woo đâu? Mommy woo. Ủa sao bé Ân ngồi bên này dạ? Con xe. Con xe hả? Xe ở đâu? Xe chạy chậm. Xe chạy qua chạy lại hả? Wow. Xe phải không? Dạ. Xe. Wow. Đó, hai chiếc luôn. Cậu này Ân lớn rồi. Mới năm nào đây Ân còn chút xíu. Hôm bữa. Hôm bữa đâu, hôm bữa mấy năm trước rồi. Con đội cái nón hình con cua, con nhớ không? Đội nào? Ôi trời, đội đó quá trời kìa chạy. Ân ơi, kìa kéo. Con cua hả? Con làm con cua hả? Hai đứa làm cua hả? Quạp 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 quạp. Con làm cua kẹp chay hả? Quạp 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 quạp. Chay làm cua chay. Quạp 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 quạp. Chay làm cua đi. Chay làm cua đi. Chị xe kìa, chị xe cho chay kìa. Chị xe cho chay chẳng ăn hả? Tôi phát hiện nhau giờ là tôi báo chủ vườn nè. Ỏ e chủ vườn ơi, ở đây có hai đứa đang ăn cherry chủ vườn ơi. Ỏ e. Hai đứa này ở đâu người ta tới đây ăn cherry chủ vườn ơi. Ỏ e. Ăn cái miệng còn dính lum lum. Thôi không cho leo đâu. Leo tải cây này giòn lắm á. Anh nhìn là thấy cái cây này là biết nó giòn à. Bây giờ Bằng sẽ đi ra ngoài để tính tiền mọi người. Hái cũng gần xô mọi người. Đây nè. Trời ơi quá trời quá đất luôn. Mà trước khi mà mình đi ra ngoài mình tính tiền á là mình phải ghé qua để mua mật ong nha mọi người. Bây giờ cái mật ong của cherry này rất là ngon mọi người. Cách đây mấy năm Bằng có lên đây hái cherry và mua cái mật ong ở đây về ăn bánh mì á. Ăn sáng rất là ngon luôn. Mà pha nước trà uống cũng thơm lắm người. Nó khác hoàn toàn với cái mực ong mà mình mua ở Costco nha. Cái mực ong này nó từ hoa cherry. Bởi vì họ đem ong tới đây họ thụ phấn. Xong sau đó họ lấy mật họ bán luôn. Mấy năm trước thì bán 10 đồng một hũ. Mà không biết nay mình đã bán bao nhiêu. Bây giờ phải ra trước mới biết. Mình tính tiền xong rồi mình mà mua luôn. Đi thôi, ra luôn. Phê rồi ha. Xách hai xô vô mà hái được có 1 xô rồi mọi người. Nặng nghe coi cái xô này chứ nặng mà. Nghĩ chắc cũng cỡ phải 4-5 kg vậy. Chắc 10 phao ạ. 6 đồng rưỡi 1 phao. 10 phao luôn còn như 6. 65 đồng. Thôi đã coi. Ừ. Ồ chà. Mắc ha. Tính ra mình mắc hơn mình đi mua. Nó vừa bỏ công ra hái mà lại mắc hơn đi mua. Phải chạy 2 tiếng đồng hồ. Mà chạy 2 tiếng đồng hồ nữa. 2 tiếng đồng hồ lái xe lên đây nữa. Nhưng mà được cái là nó vui. Đâu có dễ gì có cảm giác ra ngoài đi vận động vậy đâu. Vậy là tính tiền mọi người. Ra tới ngoài này. Rồi đi thôi. Người ta đó, người ta đi